kênh Minh Mộc TV đã đạt được 2.000 người đăng ký. Thì hôm nay nhân tiện đây thì mình cũng muốn là hướng dẫn các bạn cái món gọi là món cá rô rang muối. Đấy. Thì cái món cá rô rang muối này là cái món mà thực sự là dân gian. Mà cá rô ấy thì rất nhiều cách chế biến nó khác nhau. Nhưng hôm nay là cái cá rô rang muối này là cái gọi là cái bí quyết để mà mình muốn hướng dẫn anh em. Cộng với cả hôm nay là mình cũng mua thêm một thùng bia nữa. Đây là cũng là để mà vui. Vui là tất cả mọi người cũng đã đăng ký ủng hộ kênh của mình. Thì cho đến giờ phút này cũng được 2.000 người đăng ký rồi. Đấy thì nếu các bạn mà thấy thiết thực, thấy hay và video thực sự là có ý nghĩa thì nhớ like, share và chia sẻ kênh cho mình để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo để phục vụ các bạn. Đấy thì hôm nay là mình sẽ làm mâm cá rô rang muối siêu khổng lồ. Chào các bạn nhé. Thì hôm nay thì kênh Minh Mộc TV sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái món ăn nữa. Đấy, đấy là cái món cá rô rang muối. Thì để thực hiện cái cá rô rang muối này thì các bạn chỉ cần hai nguyên liệu rất chi là đơn giản thôi. Đấy, một là muối, các bạn chuẩn bị cho mình muối hạt này nhé. Đấy, cái thứ hai là cá rô, các cá đồng này phân biệt rõ nhất ấy là nó người nó nhỏ. Đây này, con cá rô này người nó nhỏ, nó dài, nó không, nó con to nhất nó cũng chỉ bằng khoảng tầm 2-3 đầu ngón tay thôi. Còn con cá rô ta, rô lai mà các bạn mua ở ngoài chợ ấy, thì là cái con cá rô ấy là rô lui. Cái con cá rô nó rất to, nó to khoảng bằng 4-5 đầu ngón tay ấy, nó phải đến 5-6 lạng ấy. Thì cái cá đấy thì không hợp với rang muối. Cá đấy thì chỉ các bạn chỉ có làm rán hoặc là làm nấu canh, nấu mì hoặc là kho thôi. Đấy, còn cá rô, rô đồng này, gọi cá rô đồng chính hãng này. Đấy, thì người nó nhỏ mà nó dài. Đấy, mỗi con của nó chỉ độ khoảng bằng khoảng tầm 2-3 đầu ngón tay của các bạn này. Đấy, đấy thì cái khâu chuẩn bị thì cái cá rô này nhá, để mà rang muối thì tất cả cá rô này thì các bạn không đập chết, không đánh vẩy nhá, không đánh vẩy này, không đập chết này, các bạn để sống nguyên cho mình. Đấy thì mình tiếp tục, đây là hai nguyên liệu chủ yếu. Thì bây giờ bởi vì nguyên liệu nó cũng đơn giản thôi thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái khâu chế biến nó nhé. Đấy, ok, mình để đây cho các bạn dễ nhìn nhá. Thì đầu tiên ấy, cái muối này thì ở đây của mình là có 1 cân muối. Đấy, nhưng mà mỗi một mẻ ấy, bởi vì cái song này của mình ấy, mỗi mẻ nó chỉ được độ khoảng tầm chục con cá rô thôi. Thì mỗi một cái mẻ đấy mình chỉ cho độ khoảng tầm 2 lạng muối thôi các bạn nhé. Bước đầu tiên là các bạn rang muối nhé. Muối thì các bạn cứ rang khô lên cho mình nhé. Đấy, rang khi nào nó, các bạn rang khoảng trong vòng khoảng 3 phút với cái mức lửa nó vừa vừa thì là cái muối này nó sẽ khô hết. Đấy, cái mục đích mà để con cá sống ấy, mục đích là để cá nó sống nguyên ấy, là khi mà muối nó nóng thì con cá rô nó sẽ nhảy tách 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 tách, thì lúc ấy là cá rô nó vừa được mặt muối, nó vừa thấm vào mặt này vừa thấm vào mặt kia của con cá rô các bạn nhé. Đấy, thế sau khi các bạn đã rang xong, là rang muối xong được khoảng tầm 3 phút thì muối của mình lúc này nó sẽ trắng đều này và nó khô hết hạt muối lại nhé. Đấy, khi nó khô hết hạt muối ấy, thì các bạn rãi hết đều đáy xong cho mình nhé. Đấy, các bạn rãi đều đáy xong, xong là đến bước tiếp theo này. Cái bước tiếp theo của cái cá rô này thì một tay các bạn thực hiện là các bạn đổ cái cá rô này vào, một tay nữa các bạn phải úp ngay, úp ngay. Đấy, đấy
Đấy thì các bạn đã thấy là cá rô nó không còn còn nhảy tách 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 nữa thì là khả năng là nó đã chết bên trong ấy. Đấy. Thì mỗi một cái mẻ một cái so này mình chỉ sử dụng độ khoảng tầm mình ra nó khoảng tầm 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 10 con thôi. Thì nó như thế là nó sẽ đều cá hơn. Các bạn thấy chưa? Đấy, khi mà cá rô đã chết rồi thì bắt đầu các bạn giải đều ra cho mình nhá. Các bạn giải đều đáy xoong ra cho mình. Ngày bé mình các cụ người ta gọi là nhất cá rô rang nhì khoai lang nướng. Đấy, tiếp tục thì các bạn cứ để như này thôi. Các bạn luôn trong vòng độ khoảng tầm mỗi mặt này khoảng tầm 7-8 phút. Khi được rồi các bạn nhớ cho nó nhỏ lửa đi nhé. Bản chất cái muối này nó cực kỳ nó nóng rồi, cho nên là cái con cá đây này các bạn nhìn thấy không, đây là khi mà nó nhảy lách tách như thế thì muối nó sẽ lên được hết đều con cá này nhé. Bạn nhá, đây là cá mà sau khi đã được khoảng 7 phút rang này thì bắt đầu mình sẽ lật lên này. Đấy, mình lật lên như này nhá, mình lật cá cho đều. Đấy thì các bạn cứ lật khi nào cái da cá nó chuyển ra cái màu nó hơi vàng vàng mà mỡ nó chảy ra ấy, thì là lúc đấy là con cá của mình đã đạt tiêu chuẩn nhá. Nhiều bạn này cứ hỏi là liệu cá rang muối này có mặn hay không, thì mình nói luôn với các bạn là cá rang muối thì không hề mặn nhá. Đấy, bởi vì cái bản chất cái muối này nó sẽ không thấm vào cá được nhiều đâu, nó chỉ có thấm vào da mới vẩy cá thôi, còn tí nữa cái thịt của cá nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thịt của cá mà ăn cái mùi muối nó quện vào cái mùi của cái thịt cá rô ấy. Thịt cá rô nó thơm rồi, có muối nó còn thơm mà nó ngon lắm các bạn. Đấy. Đấy. Đây các bạn nhìn đây cho nó rõ này. Đấy, các bạn nhìn thấy nồi cá rô rang muối của mình ngon không? Đấy. Đây là cái cá mà đã được đạt được tiêu chuẩn là gọi là mình nghĩa là đã chế biến xong ấy. Thì cái yêu cầu của con cá ấy là nó còn nguyên con cá như này nhá. Đấy. Còn nguyên con cá như này này. Đấy, cá thì bắt đầu khi bắt đầu cái muối này bắt đầu nó vàng vàng ấy. Đây, mỡ cá nó chảy ra cái muối này nó sẽ vàng vàng hết cái muối này ấy. Thì là con cá này sẽ đạt tiêu chuẩn là bắt đầu mình có thể sử dụng được rồi. Đấy. Đấy mà các bạn nhớ cho mình là cái muối này các bạn không sử dụng lại nhé. Nghĩa là khi mà các bạn rang xong rồi, các bạn muốn rang mẻ thứ hai thì bắt buộc các bạn phải bỏ muối này đi. Bởi vì cái muối này mà rang mẻ thứ hai nó sẽ không thấm vào con cá nữa. Nó sẽ không có vị ngon của mất nó vứt mất đi cái vị ngon của con cá.
đây các bạn nhá, đây là cái thành quả của mình này. Sau khi món cá rô rang muối đã xong này, đấy thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn làm cái món cá rô rang muối này. Các bạn nhìn này, đấy các bạn nhìn có hấp dẫn không? Đấy, sủi rồi, ngon lắm các bạn ạ. Cá rô người ta bảo nhất cá rô rang nhì khoai lang nướng, các cụ ngày xưa nói không mờ có sai, ngon thực sự là rất chi là ngon. Đây các bạn nhìn một cá rô này, ui sủi rồi, ngon không? Mình thấy rất chi là ngon đấy. Đấy hôm nay là mình cũng đạt được 2k người đăng ký thì mình cũng có hướng dẫn để làm các bạn món này nhá. Đây là ớt, cái ớt này là ớt ti ti. Hôm trước mình có quay cái cảnh mình lên Mộc Châu ấy, đây cái ớt này mình mua ở trên đấy đấy. Đấy, đấy các bạn nhìn món ăn của mình có hấp dẫn không, ngon không? Đấy, ui sủi ôi, ngon lắm các bạn ạ. Cái cá rô rang muối của mình đây là mình đã thực hiện xong. Cái bước hướng dẫn thì là cái bước trước là mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Thì bây giờ đến thành quả. Thành quả thì cách ăn nó như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn là cách ăn cá rô rang muối như thế nào. Mà cá rô rang muối ấy, nó có mặn hay không hay như thế nào đấy thì các bạn cùng thưởng thức cá rô rang muối với mình nhá. Đấy, bóc cá thùng bia là hôm nay làm cốc bia siêu to khổng lồ các bạn. Mà khi uống bằng cái ly to to nhưng mà hôm nay sẽ làm hẳn một cái bình này các bạn ơi. Uống thế này cho nó gọi là rực rỡ. Đấy. Các bạn thấy mình có rực rỡ không? Đấy. Ăn uống nó phải đảm bảo vệ sinh, nó phải ngầu. Chứ mình là cũng ra nhiều cái video lại siêu cay nhưng mà mình thấy là nó không thiết thực. Mình muốn là ví dụ chẳng hạn là mọi người mà cứ làm các món ăn truyền thống nhưng mà nó ngon, nó dân dã như này thì đây mới gọi là những cái mà gọi mình mới nghĩ là nó thiết thực nhất để cho mọi người, hướng dẫn mọi người cách làm, cách chế biến rồi là đấy thì mọi người làm được thì là mình cũng rất chi là vui mừng. Đấy thì hôm nay mình sẽ đây các bạn nhìn thấy hôm nay là nhìn các bạn thấy cái mâm này có ngầu không, có rực rỡ không? Đấy, quá rực rỡ luôn, ăn uống nó ngon nhưng mà nó sẽ lại rực rỡ. Đấy thì cái cách ăn cá rô rang muối này nhá thì các bạn lấy đũa các bạn chuốt hết cái muối đi chi cho mình này. Đấy, ăn này quá rực rỡ các bạn. Đấy xong là các bạn bóc cái lớp vảy ngoài đi nhá, bởi vì cá rô vảy nó rất cứng. Thì tại làm sao mình bảo các bạn để cả vảy để cái lúc ăn này mình sẽ bóc ra nó dễ dàng hơn, nó lột cái lớp da này ra. Đấy, ngon lắm các bạn. Đây mình sẽ chiếu gần luôn cho các bạn xem nhé. Đấy, thực sự là nhìn thôi đây. Các bạn nhìn nè, món cá rô rang muối này. Đấy, úi dồi ôi, các bạn nhìn thấy nó ngon không? Đấy, mình ăn luôn nhá. Các bạn là bảo là làm mà lại không ăn thì ai ăn đúng không? Thì có cái món này nếu mà bạn nào đã biết đã ăn rồi thì các bạn thấy rất chi là ngon không? Đấy thì mình mời tất cả các bạn nhá. Đấy. Ngon lắm mà. Đúng thật. Nó thơm cái mùi cá rô đồng. Mùi muối nó dậy lên nữa. Nó không mặn đâu. Nó rất chi là ngon, nó ngọt. Đấy. Uống hẳn cốc bia thì nó rực rỡ các bạn. Mời các bạn nhá. Ngon quá. Đấy. Hôm nay mình chuẩn bị thêm ít rau ăn sống ăn kèm này. Có dưa chuột này. Và quả sung. Rau xà lách. Rau thơm. Đấy, ớt. Ớt này là mình
Mình mua ở trên trên Mộc Châu. Cái này mình rất thích ăn, nó thơm. Các bạn nhìn nào, mình gọi nó là cái ớt tí ti. Đây, các bạn nhìn không? Quả ớt nó bé bé thôi nhưng mà nó thơm, nó cay. Ăn đã lắm. Ôi, cả bạn, ngon. Thật sự cá rô và muối này, một người mà ăn như mình nào phải hết vài cân. Đấy, các bạn thấy mình có rực rỡ không? Quá rực rỡ luôn, uống hẳn cốc bia vào tướng. Sự rất là ngon. Các bạn thì nhiều bạn cứ bảo là tại sao không rủ bạn nhậu, nhưng mà thực ra là ngoài việc phục vụ cho các bạn ấy, mình còn phải đi làm công việc của mình nữa. Chỉ có thời gian rảnh là tối về thì tranh thủ làm một vài video cho các bạn xem. Có tuần thì mình cũng ra được 2 video, có tuần thì mình không ra được video nào. Bởi vì những cái tuần mà bận ấy là thường mình không ra được video nào các bạn. Tôi mong tất cả các bạn ủng hộ kênh của mình để mình có thêm tí động lực làm món ăn, mới là hướng dẫn các món ăn mà thiết thực cho các bạn. Đấy. Còn thực ra là mình cũng rất muốn là đông đủ anh em để vui, mình cũng có nhiều anh em lắm. Nhưng mà thực ra là mỗi người một ngành nghề, người ta cũng có việc bận, người ta thi thoảng phải sắp xếp ngày cuối tuần thôi. Cả các bạn bia luôn. Thế các bạn thấy có rực rỡ không? Ăn nó phải như thế mới rực rỡ chứ này. Thực sự là nó rất là ngon, các cụ ngày xưa nói không bao giờ sai. Nhất cá rô rang thì khoai lang nướng thực sự rất ngon. Quá dám ký rau sống nữa. Cá rô rang muối các bạn nhớ là phải rang cái cá rô to nhá, đừng rang cá rô bé, cá rô bé đều nhiều xương lắm, cho nên là các bạn ăn nó sẽ không hợp đâu. Ngọt, thực rất ngon. Các bạn thấy không, mình chấm á, bởi vì nó không mặn đâu. Rồi rất là ngon. Đấy. Cái mùi cá rô đồng nó không lẫn đi đâu được các bạn. Mình mà kể cả mình ăn ăn cá rô ở ngoài quán ấy, canh cá rô ấy, mình cũng biết ngay cá rô đồng hay là cá rô đuôi luôn. Thì có mỗi một cái mùi cá rô đồng ấy là nó có một cái vị đặc trưng riêng của nó mà không bao lẫn đi đâu được. Ngon lắm ạ. Uống cạn ly này mình cũng xuống mang xuống dưới nhà để cho cả nhà thưởng thức. Đấy, nó cũng bận nói chuyện với các bạn chỉ được vài phút ở trên này thôi, thì cũng không phải là mình ăn được hết cả mâm này, còn phải để cho người mình ăn rồi, nhưng mà còn mọi người cũng phải muốn mọi người thưởng thức xem ngon hay không. Đấy, để mọi người đánh giá thì nó có ngon hay không thì là phải mọi người đánh giá, chứ còn mình nấu mình khen ngon thì nhiều lúc nó cũng không hay các bạn nhỉ. Đấy, mời các bạn nhá, cạn đi này.
rô đồng phùng muối phùng bà ba ba không có để thử thách nào để cho mình làm không? Nếu các bạn muốn để thử thách ấy, nhưng mà thử thách không phải là thử thách nó mang tính chất không hay nhá. Món ăn siêu to khổng lồ nhưng mà phải làm theo đúng cách thôi, không phải làm siêu cay hay siêu nảy cho kia mình nghĩ đấy. Ngon, có ăn ngon là phải có ăn truyền thống nấu đúng vị mà được mọi người ăn được. Này à, ăn cá rô đồng. Cá rô đồng thì nó có theo mùa. Mình định làm cái cá rô đồng thì nó lắm cho mọi người ăn đấy. Nhưng mà thực tế là nó không có, nên tìm mãi mới được. Mà cá rô đồng ra nó phải dùng cá rô to, còn cá rô ti ti là ăn không ngon. Cá rô ti ti mấy hôm nữa mình sẽ làm cho một bạn hướng dẫn các bạn một món với cá rô ti ti, thế cũng rất chi là ngon. Chỉ có cá rô đồng này là ngon thôi. Ngon. Đảm bảo tí nó xuống cả nhà nó hết bay luôn. Mình nó ăn đến này mà. Rực rỡ, quá rực rỡ rồi. Thôi, trên đây là cái em thôi. Trên đây là cái clip mình hướng dẫn các bạn đấy. Cái chính là mình hướng dẫn các bạn là cái món cá rô đồng rang muối. Thì mình chúc tất cả các bạn sẽ làm cái món ăn ngày hôm nay nó sẽ thành công. Và nhớ, nếu thấy hay thì nhớ là like, share và comment những cái bình luận ý tưởng hay cho mình để mình làm video phục vụ các bạn. Đấy, xin chào tất cả mọi người. Cạn đi. Các bạn thấy mình có rực rỡ không?